Ông nói là ông muốn này kia vậy đó. Dở trò đó. Đám hỏi người ta có quyền với dở trò gì đâu. Không, hồi xưa đám hỏi thì đám hỏi được qua nhà thôi chứ đâu có được làm cái gì. Đúng rồi. Ông muốn nọ muốn kia gì đó để em nghe những lời người ta đồn đẩy về em. Đồn đẩy về em là có người yêu, là anh là người đi sau rồi này nọ vậy đó. Mình mới nói là nếu mà anh nói như vậy thì vợ ở trong rừng một mình cũng sợ. Dạ thì em đồng ý nha. Nó đồng ý rồi cái đứng một tách xa vậy nè, cái xe ông đang đó, ông ăn đó, tự ăn đây thì đồng ý. Nhưng mà anh cho em mượn cái rửa, em làm cái chỗ đây xí. Ông cầm cái rửa ông đưa. Cái tụi mình bước thêm ra ngoài 2-3 bước nữa mình mới nói nè. Bây giờ anh lừa tôi phải không? Anh mà anh lại đây là tôi chém anh. Anh mà anh lại đây là tôi chém anh. Xin mời ông bà. Con chào ông bà. Chào cô. Chào chú. Dạ. Dạ con chào ông. Dạ. Dạ chắc có lẽ là con mời ông bà mình nè, sang nhà chơi. Con mời ông. Dạ mời ông ạ. À, ông bà đi xa chắc mệt ha. Dạ. Cũng hơi mệt chút. Tụi con cũng rất là mong muốn ông bà đến tham dự chương trình. Dạ. Dạ cảm ơn nha chú. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Chắc có lẽ là đầu tiên con xin phép được mời ông bà giới thiệu về mình trước cho khán giả nghe. Đầu tiên là tôi cũng xin giới thiệu, tôi là tên đó, trong giấy tờ luôn cũng là Nguyễn Thái Hòa, sinh là 1950, năm nay là 71 tuổi. Tôi là Phạm Thị Minh, sinh năm 1952, cũng quê quán ngoài Quảng thì cũng gần bên ông. Gốc là Quảng Ngãi mà vào Bình Phước, vào Bù Đăng là 1960, hồi đây mới có 10 tuổi. 10 tuổi là mình đi theo cha mẹ vào đó? Tức là cha mẹ đưa vào. Rồi lúc đó bà cũng đi vào nên lúc đó luôn? Đi sau ông một năm, 2 năm khác nhau nhưng mà vào trong này. Vào cùng một nơi. Cách nhau cũng 500m, 600m. Hay quá. Như vậy là đây là một cái chuyện tình rất là gần nhau. Ông còn nhớ là lần đầu tiên ông gặp bà năm đó ông bao nhiêu tuổi? Thì cái nhân viên bữa đó là cũng cỡ 3 giờ chiều, trời hơi mưa. 3 giờ chiều trời mưa. À có mưa. Mà cái đàn trâu này là nó ủi lộn, là không phải đàn trâu của người mình. Người dân tộc người ta nuôi trâu nuôi bò, còn mình thì có mấy con, ta thấy người ta trong chợ người ta chạy ra rùng, không biết cái gì cứ chạy theo. Thì đứng tôi đứng bên này cái đường thì thấy bà bên đi bên kia đường một cái băng của bà, thì cũng đứng 3-4 người nữ cùng với bạn bè bà, thì người ta đứng là coi bà này cứ nắm tay cái mấy cái đứa kia bà đi với sợ, thấy bà sợ bước nát bà dọc qua đường nắm tay bà kéo đi lâu quá đi qua đây qua này để mà đưa vô trong. Trên chỗ ở là có cái hàng rào ấp chiến lược. Yeah. À, thì tôi cứ đi với tôi đi qua. Sao mà bà kéo mấy người kia không đi? Đó là ông bà vẫn chưa quen với nhau. Vậy là thấy một người sắp bị trâu hút. Dạ. Nên là lật đật cứu người ta liền. Mà sao mấy cô kia không cứu mà sao cứu cô này? Nắm tay cô này mà mấy cô kia chịu nắm tay bà này thì cũng là lâu đi luôn. Mà mấy cô kia không chịu đi. Nắm tay bà cái về thấy sao trong tay mình nó có cái gì thương. Nhớ hoài, nắm có một mà nhớ tới cỡ đó. Sau cái dắt qua cổng rồi trong vòng 15 ngày hỏi bà. Vì hỏi cho mẹ tôi trước, bị mẹ tôi, ba tôi đi tập kết. Rồi sao con thương con đó là mẹ con hữu được thì mẹ đi nói cho con. Rồi bắt đầu nói với mẹ. Đó. À, năm đó ông bao nhiêu tuổi ông? Hồi đó mới có 21 tuổi. 21 tuổi. Rồi lúc bà... ông nắm tay bà đó, bà có nhớ cái cảm giác như vậy đầu tiên gì không? À dạ thưa chú cô, là tôi không cảm giác gì, tôi đang sợ trâu thôi. Vô được bác ít chiến lược rồi là tôi chạy về. Coi giờ lúc đó là chỉ thấy sợ trâu rồi để nắm cho tới nó buông ra đi. Dạ, tới hồi mà nhìn lại, ủa tay ai đây? Sao tự nhiên nắm tay tôi buông ra. Xin lỗi cô chú, vậy là lúc đó mình có người yêu rồi. Ủa, có người yêu rồi hả bà hả? Biết mình có người yêu rồi đó thì ông lại rủ là 5-3 anh thanh niên gì đó vậy đó, để đi tới nhà mình hù cái người tình của mình.
đuổi ra khỏi ấp chiến lược. Thù cái người yêu của bà hả? Dạ, thì tôi có nói vậy. Sao anh ngược đời quá đi, bởi vì người yêu của tôi là quyền sở hữu của tôi. Anh đến nhà tôi thì có việc gì thì tôi chịu, chứ can gì anh can dán vô. Không nói không được, bây giờ tôi không cho người lại vô ấp chiến lược tôi. Đi chặng đường bà này rồi bà, mình đi sau. Bà ấy trước, bà dừng lại. Bà ông đi trước thì nói sự thật, cái tính mình thì hơi xấu. Thấy phụ nữ mà tóc mà chấm 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 dưới lưng vậy nè. Rồi là đi mà các eo ơi thon thon mà người nhỏ nhỏ chấm ngang lưng thấy ngang hông. Nó phải hơi mỹ miều một chút. Nhưng mà ông biết là bà là có người yêu rồi. Thì cái chuyện đó là gái chưa có gì hay mới có thương yêu nhau, là cái chuyện mình tranh giành với nhau là có quyền. Mới có yêu thôi mà. Chặn bà lại. Bà hỏi chứ gì đây nữa. Tôi nói thật là từ bữa mà đó đến nay về, tôi về tôi nghĩ nghĩ thôi, tôi thấy trong lòng tôi nó cũng hơi thương thương. Bởi họ thương ai? Tôi thương em. Ôi dồi. Nói thôi bây giờ là nếu mà hãy thương tôi á thì về hỏi ý kiến của cha. Sau này bởi mới nói là tôi cũng về tôi hỏi cha đồng ý đó. Mà anh bữa nào lên coi thử, cha ông coi thử rồi ông mới nói dứt khoát. Thì bữa đó hai đứa cứ đi lên nhà gặp ông già, thì đúng tính đi tính lại từ dắt cái tay của bà đi qua khỏi đàn trâu đưa vào, mà đến chừng mà hai đứa hứa thương nhau coi như trong vòng từ 15-16 ngày thôi. Trời ơi, ông là thuộc tuyết người đánh nhanh rút gọn. 15 ngày thôi. Trong vòng 15-16 ngày là về cái là về nói với mẹ thì bây ông già vợ là ông thằng bà này đồng ý mẹ phải đi mượn người có uy tín trong làng là làm ông mai. Ủa nhưng mà con xin hỏi bà nè, lúc đó bà có người yêu rồi mà sao ông hỏi nói là tôi thương bà, rồi cái bà kêu về hỏi cha mẹ luôn, còn người yêu mình đâu mà sao nhanh vậy, có 15 ngày mà. Bà nói là người yêu chứ thật sự tao đánh rồi tao mới ngỏ ý thôi, chứ ngoài ra chưa phải yêu đương chính thức. Cái người yêu của bà đó là ở gần nhà không? Không, người ở xa đấy. Bà ở miền Tây. Cha không có chịu. À nhưng mà yêu lâu chưa bà? Nói chung là yêu cũng 5-7 tháng gì rồi. Nhưng mà anh ấy rồi. Là gia đình của anh ở xa nên cha không có chịu. Ông này thì ngày nào ông cũng giữ cái cửa ấp chiến lược đó, không có cho mấy. Giữ bằng sao? Ông có một cái cây gậy mà cái kiểu như hồi đó thanh niên mà quậy đó thì có cái cây gậy đó đi. Mà hễ cái băng mà ở ngoài phía chợ ấp vô á là ông dòm, mà hễ có người yêu mình là ông chặn lại, ông không có cho vô nữa. 5-10 lần vậy chứ anh phải sợ không dám vô luôn. Trời đất ơi. Sao mình cũng gặp người mà người ta đến người ta ngỏ ý với bà. Nói thôi bây giờ là ông thân ông không chịu mà giờ ông chịu tôi. Thôi mình vì bạn bè nhường nhau một chút. Trời đất ơi, trời. Cái gì mà mình bạn bè nhường nhau một chút? Nói gì luôn hả? Mình nói sự thật. Thương quá mà, có cái nắm tay thôi mà. Thôi bạn bè, mày nhường tao một chút đi. Cầm cây là hù chơi thôi. Hù. Nhưng chủ yếu là năn nỉ. Ông cho con hỏi nè, cái lúc ông nói thôi chỗ bạn bè mày nhường tao đi thì bạn đó bạn nói gì? Cơ bản là cha mẹ là gốc. Dạ. Còn mình nó là phụ, mà mình có thương nhau mà cha mẹ không đồng ý thì mình cũng chịu thôi. Rồi sau này ông đi về rồi không biết ông mất luôn, ngày nay không thấy ông đâu hết. Xui. Một người đàn ông mà gọi là quên đi cái suy nghĩ của mình mà nói với bạn mình thôi. Đàn ông nhau. Con thấy là vừa dùng vũ lực vừa dùng khổ nhục kế, coi như là đủ kế hết. Tình yêu mà chứng tỏ rằng ông yêu bà ngay từ lúc đầu luôn á bà. Nói sự thật là với Quyền Linh với Ngọc Lan là đi phía sau thương mái tóc và ký bằng cái chấm ngang lưng đó là tóc. Cái vấn đề của tức là nó rất là ngay thẳng, nó rất là bình dị. Thành ra là bây giờ phụ nữ để tóc dài chút xíu đi, tóc con cũng dài lắm chứ bộ, thả dài ra đi, đàn ông mà thấy nhìn phía sau đó cái mái tóc sau lưng dài xuống dưới cái eo nè, nó lộng lẫy, cái eo lấp ló nó đẹp đó, đường cong nó lắc qua lắc lại á. Giờ tức ghê á, mọi người coi lại những cái phim cũ của Ngọc Lan đi, tóc ngày xưa của Ngọc Lan dài lắm mà cũng không ai yêu Ngọc Lan tới mức như vậy. Thời đó mà tôi đã khác hơn bạn bè tôi. Tôi ăn bạn rất là đứng đắn. Dạ. Lúc nào mà tôi đi làm muốn cha tôi thôi chứ về là guốc tôi đi guốc cao vậy không à. Cho nên là cái cách đi đứng của tôi nhiều, bà già bà thèm lắm. Tháng 6 năm đó là làm đám hỏi. Rồi sao đám hỏi xong đâu đó đàng hoàng ấy, rồi đến là cuối tháng 10-12 mới đám cưới. Vậy bà làm gọi là từ lúc mà quen với nhau là chưa là 9 tháng. Hồi đó là thấy cha thì già rồi,
mà em thì còn nhỏ mà mình cũng đã yêu một hai lần gì đó rồi. Yêu một hai lần rồi. Ông ở gần ông biết mà, cha ông cũng nói là mày có thương chỗ nào á, đặng cha coi người đó thử ra sao, rồi cho gỡ cứ cho chứ đừng có để rồi mẹ không có rồi lỡ ngu dại rồi có bề nào rồi cho không có lo được. Quyết định là đồng ý với anh. Nghĩa là chưa có yêu ông. Đồng ý nhưng mà không có thương. Không có thương luôn. Ừ, không có thương hộ ông á, không có thương. Rồi. Rồi qua cái chương trình mà đám hỏi rồi thì hầu như là ngày nào cũng có ông ở nhà, nó nghe nó bực cái mình. Sao bực bà? Cái tao biết vậy. Có đi đâu mà đi hoài. Lúc có nhiều khi muốn đi chơi, mình cũng đi chơi được nữa. Tao hỏi là, tao hỏi là ông qua bên nhà bà luôn rồi đó hả? À, thì ông đám hỏi đó, ông có quyền mà ông tái. Mà ông định cha mình lắm. Bà nói thấy thương hả? Đám hỏi là ông có quyền chứ bộ. Đám hỏi là có quyền. Ủa, nên mà... qua hoài bực bội cũng chết. Nhưng mà như lúc đó đám hỏi xong ông qua rồi, con lúc đó có nắm tay không? Nắm nắm chưa được cho nắm đâu hả? Chưa, chưa cho bà, chưa cho sợ, là cái tại... cái sợ cha cho bị nắm tay là hồi được dắt đi qua nhờ con câu đó mới dắt được đó, mới nắm tay được đó. Nhờ đàn tao cũng lộn á. Vậy lúc đó chắc trời sao không có con câu nó hút trước mặt bả đi nắm tay kéo cái được. Cho tôi nói thêm cái chỗ này nè, quá trình mà đám hỏi đó thì được vài ba tháng gì đó, mà cái nửa chừng đó là kiểu cha mình cũng tin tưởng không là con rể trong nhà, cho nên cha tôi hồi đó là ông hay đan mấy cái này cái kia như đĩa chè tre rồi đan đó. Ông mới nói là thôi bữa nay con không đi làm gì, con về con đi chặt cho cha mấy cây tre để cha về cho đan nong đan đi cái gì đó. Rồi cái ông này đồng ý là đem xe đạp lên, cha mới nói là cha tin nhưng mà thôi bữa nay con cũng không may giá gì thì thôi con đi theo nó đi. Xin rừng đó mà chặt tre với ổng cho vui. Ông lấy xe đạp rồi ông thù hai bên hai bó tre rồi ông đẩy đi á. Thì bắt đầu ông đổi ý, ông bó tre ông dựng xong ông đổi ý. Ông mới hỏi ý kiến mình. Ông nói là ông muốn này kia vậy đó. Dở trò. Đó đám hỏi thì ta có quyền với dở trò gì đâu. Không, hồi xưa đám hỏi thì đám hỏi được qua nhà thôi chứ đâu có được làm cái gì. Đúng rồi. Ông muốn nọ muốn kia gì đó để em nghe những lời người ta đồn đẩy về em. Đồn đẩy về em là có người yêu, là anh là người đi sau rồi này nọ vậy đó. Mình mới nói là nếu mà anh nói như vậy thì giờ ở trong rừng một mình cũng sợ. Dạ thì em đồng ý nha. Nó đồng ý rồi cái đứng một cách xa vậy nè, cái xe ổng đang đó ông ăn đó tôi ăn đây thì đồng ý. Nhưng mà anh cho em mượn cái rửa, em làm cái chỗ đây xí. Ông cầm cái rửa ông đưa. Cái tụi mình bước thêm ra ngoài hai ba bước nữa mình mới nói nè. Bây giờ anh lừa tôi phải không? Anh mà anh lại đây là tôi chém anh. Anh mà anh lại đây là tôi chém anh. Tôi tưởng đó là anh người ngay thẳng với tôi thì tôi mới cho anh làm đám hỏi. Mà nếu mà anh lừa gạt tôi như thế này, anh thử thách như này là tôi chém anh, bây giờ tôi chém anh nè. Anh lại đây là tôi chém liền. Cái ông mới năn nỉ nói thôi bây giờ anh thử em thôi, anh xin lỗi vì bây giờ mình về cho để cha chờ. Cái ông đẩy xe tôi đi đằng sau, tôi cứ giót cái rồi hờ biết vậy nè. Biết đâu lỡ ông thả cái xe ra ông chụp mình sao. Tôi 1000 like cho bà. Bà quá hay trong cách xử lý luôn. Bởi vì lúc đó nếu mà mình từ chối thẳng thừng á là trong đó không có ai cứu mình hết. Đúng rồi. Đúng rồi. Lỡ mà ông làm điều sao? Gì đâu rồi mà gọi gì đâu lỡ chứ không lỡ. Ngày xưa. Xưa thì xưa chứ. Không mà nói chung chú vậy nè. Lúc đó là đám hỏi rồi mà. Lỡ nhiều khi ông dụ xong rồi cái ông không cưới thì sao? Đám hỏi rồi coi như là vợ rồi. Đáng lẽ là bà phải nói là ông đã đám hỏi rồi, ông có quyền đó. Ông có quyền đó. Ông có quyền đó. Quyền cái thứ khác thì chạy thẳng tới cái nhà vợ chồng ông Mai đó. Tôi báo, tôi nói bây giờ chú Thiếm làm sao á, chiều nay qua nhà con, con mua lĩa giặt ra đem về trả cho anh quà. Trời đất ơi. Chứ ảnh lừa con. Nó làm gì mày chưa? Dạ không có làm gì, con cứ vớt cái rửa miết vàng mà làm gì được con. Nó thử mày thôi. Chứ nó thương, nó nói với tao là nó thương mày dữ lắm. Cái giả bộ ông la ông này nè, mày sao dại khờ này kia nọ. Rồi năn nỉ ông cha là không có rồi, thằng này từ hồi giờ ở đây tôi biết mà. Cái tính nó nọ kia vậy chứ nó không có gì. Từ đó tôi từ ông luôn, cả tuần lễ hỏi tôi không nói làm gì tôi không nói. Rồi sau đó đó, tới ngày đám cưới là bao lâu? Từ cái lễ nói, lễ hỏi mà biết đến cái lễ đi thăm giao thăm đồ, đến cái lễ mà hạn ngày đám cưới là tới 6 lễ. Cái lễ cưới là sáu lễ. Chứng tỏ rằng ngày xưa phụ nữ đó họ rất quan trọng cái chuyện trinh tiết. Đúng không bà? Đúng rồi. Chuyện trinh tiết là ngàn vàng mà. Chưa cưới hỏi, chưa làm đám cưới là mình chưa được đồng phòng đúng không bà? Tôi hứa với ông là ông cứ anh cứ thương tôi đi rồi ha, là không thương gì tùy.
Nhưng mà qua cái ngày đám cưới cho anh thử thách, nếu mà anh cảm thấy mà tôi không còn gì á thì sẵn sàng của bao nhiêu tôi trả hết. Ông cho con hỏi là cái lúc mà ông thử bà ở trong rừng vậy á, là thiệt sự là ông không cưỡng lại được cái nét đẹp này. Chú kêu con cất cái này đi, chú nói riêng ông. À, dạ dạ dạ. Ừ, con không dám nói đâu. Ồ, vậy hả? Ừ. Ok. Bây giờ con mời ông qua đây, mình thay đổi không khí chút xíu đi. Dạ. Ha, nãy giờ nói chuyện cái đám cưới tới 6 cái lễ tới đám cưới vất vả quá. Ở đây menu ba con á, có những cái món là trở lại thanh xuân, trăm năm hạnh phúc, ngày ấy và nay, tuổi mộng xứ hoa, mực tím tình khúc vàng. Ông muốn chọn loại thức uống nào? Chọn một cái là trăm năm hạnh phúc. À, ông chọn trăm năm hạnh phúc ha. Cái món mình uống vào mình sẽ cảm giác rất là ngọt ngào, yêu thương, lãng mạn. Con xin mời ông. Bây giờ hồi nãy có bà con hỏi cái vụ mà vô chặt tre đó, ông nói là ông lúc mà bà lấy cái rựa đó mà nhá ông nhào vô là tôi chém ông liền á. Lúc đó ông nói ông thử bà thôi, nhưng mà xin hỏi thiệt ông nha, ông thử hay là lúc đó ông thiệt? Nói sự thật là trong cái tình thương hồi đó đó, nếu lúc đó mà bà đồng ý thì chắc là đây cô không có trăm năm đến 50 năm hạnh phúc ngày hôm nay. Tại sao ông lại nghĩ như vậy? Thì bởi vì đây cũng công việc của ông thân ông già biểu thôi, chứ không phải là mình tự là cái đi lên đi nói để làm những chuyện sai quái với ông bà với thì cha mẹ. Ví dụ con hỏi thiệt nha, lúc đó bà đồng ý thì ông có tiến tới luôn không? Không không. Nếu mà bà đồng ý cho tôi thì tôi có về tôi nói với mẹ tôi thôi. Ủa tại sao vậy ông? Ví dụ như đơn giản thôi, ỷ như vậy rồi là quên đi cái chữ hiếu, tức là công sinh thành dưỡng dục, ta chưa có báo đáp mà biết rằng trước sau bà cũng là vợ của tôi. Nhưng mà tôi mới có ngỏ lời sao thì bà đồng ý, thì cuối cùng nếu tôi có ở nhà sau này sống chung với nhau, tôi có ở nhà với bà thì cũng vậy, không nữa bà ừ với người khác tôi đâu có biết. À, tức là một cái giò lúa mà khi đã xúc cạn xúc lưng đi rồi thì không biết bao nhiêu là nó đài được. Vậy là ông thử lòng bà thiệt. Thử đó là sự thật, là thử. À, nếu mà như vậy là mình có lỗi với tổ tiên bà. Mà ví dụ như cái người này nó đã không còn nguyên nữa đó, là đối với mình nói với ông bà là mình có lỗi. À, thật ra là ông muốn giữ trọn vẹn tình tiết đó. Đúng, phải giữ trọn vẹn. Để sau cái ngày rắc ông bà thì mình mới... mình mới được là vui vẻ với nhau trong cuộc sống. Dạ. Sau này. Lúc đó ông còn trẻ mà, 21 tuổi. Vậy ông có bao giờ có một cái ý định nào đó gặp một con gái nào đẹp hơn bà, xinh hơn bà, rồi ông phát sinh tình cảm không? Cũng có để ý một cô hai cô, nhưng mà rồi cuối cùng là không được, nghĩ lại cho cùng là không, cái không được. Sau này đã có mấy đứa con nó lớn rồi đó. Dạ. Thì nó ngay là cũng có một lần cũng đến như cái bà đó, là bà đó bà nói chồng mà chồng bà chết, nhưng mà bà nhu cầu bà đòi hỏi bà xin mình rồi thôi về bà ấy rồi tôi đến bà làm thôi, giờ mùa xuân không đến nữa. Có tới một lần rồi thôi. Có ngủ với người phụ nữ đó không? Có ở với bà đó một lần, là trong cái lúc bên là cả 3 giờ sáng rồi cô đi từ một đây. Đêm có mấy tiếng hồ. Mấy tiếng là từ 3 giờ sáng bắt đầu cỡ 4:30 5 giờ mình về. Sau này là cái bà biết và kêu bà đó. Lúc đó không nghĩ rồi, qua con tiếng mấy đồng hồ đó rủ rồi bà kêu con đứa con rồi sao? Con mà nhiều lớp nhiều cha nhiều mẹ là tôi sợ lắm nên tôi không dám. Sợ mà sao ông vẫn qua lúc đó? Thì qua lúc đó là bị cái lúc đó là có kiểu như là người ta nhu cầu, người ta nói nhiều quá nên tôi... Là yêu cầu từ ông nói cho bà biết hay là bà phát hiện ra? À, nó ngay rồi sau này cũng mấy đứa em nó đụng đầu đó, ông đi đâu giờ đó ông mới về. À, rồi bắt đầu là mình thấy mình có lỗi. Mình có lỗi là bởi vì cái lời hứa ngày xưa rất lâu mà nắm tay mà bắt đầu sau hứa với nhau. À, trật một lần đừng để trật nhiều lần. Vậy là một lần sai với bà. Ừ, sai với vợ một lần mà mình đến ấy rồi, nếu mình để sai nhiều lần hay con mình nó không tôn trọng mình. Bà đã nghe cái câu chuyện của ông kể rồi, nhưng mà bây giờ con muốn đứng ở phía của người phụ nữ, con muốn hỏi bà nhiều hơn. Bây giờ bà kể lại đi, có cái lần nào mà ông lầm đường lạc lối với bà? So cái nét đẹp á thì ông đẹp hơn mình nhiều, phải không?
Cho nên là ông có người yêu tôi vẫn bình thường, tôi không nói gì hết. Tức là bà vẫn biết luôn? Biết hay biết. Ông nói một lần chứ không phải một lần đâu. Cái gì tôi có nói với ông á, nếu mà anh mà như vậy á thì nhà chia dọc, thóc chia hai. Chứ tôi không muốn sống mà người lớn người nhỏ như thế. Thì một hôm tôi đi chợ về, tôi có mua con vịt về đó. Và tôi cứ kêu người là lên kêu cái con nhỏ đó đấy. Bởi vì nó có cái dớp nó không đi. Nhỏ em ruột tôi nó mới kêu, nó kêu không phải đâu. Chỉ có vợ gì đó, chỉ kêu xuống, chỉ bán vợ cho mày để chỉ mai đồ thôi. Thì bà xuống thì tao nói bây giờ tao nói mày nghe nghe. Tao có mua con vịt về mà muốn nấu cháo ăn mà giờ tao mắc mai đồ. Thôi mày làm thịt đi nấu cháo ăn. Cái nó kêu vợ em mắc bận lắm. Tôi kêu nếu mày bận thì đừng bao giờ mày gặp tao, mà đừng bao giờ mày gặp chồng tao nữa. Nó có sao chị nói kỳ vậy? Thì thôi để em ở nó làm việc. Thì tôi cứ lấy riêng một cái mâm khác, tôi múc cháo riêng, tôi múc thịt riêng, nước tương nước mắm gì với riêng, tôi bưng lên cái nhà trên nó có một cái bộ gián riêng. Anh ơi, anh lên đây nè, anh ăn cho nó thông thả. Bữa nào mà tôi có bạn bè á mà ăn chung như vậy thì xong chuyện rồi. Ông cứ ông màng mò tôi biết đi, bữa ăn nào ông cũng không có sạch sẽ gì hết á, nhưng mà ông đâu có nói gì đâu, nhưng mà mình bịa ra mình nói với cô đó vậy. Nếu mà bây giờ chị mà chị để ông ngồi ăn đây là chắc thế nào được, tối ông cũng màng tao. Thì thôi mày với tao coi là bạn đi, mày ăn với tao. Còn ổng hoàng ổng đi, tính ổng kỹ lắm. Cho mà thì thấy hai người liếc lên liếc xuống miếc, mình mới lại chỗ cái bàn mai mình đó, mình ngồi mình cắt đồ. Thì mình nói mày lại thôi, tao nói mày nghe nè, tao nghe người ta đồn là mày với ông Bốn Hòa là có nọ kia gì đó. Mày tính sao mày tính nha, mày già chồng mày cháy trời. Mà nếu mà mày ở với ổng có bì gì mà có bầu, có chữa hay hoặc là tiếng đồn ra tùm lum á, thì cái kéo này tao sẽ sờn hết tóc mày luôn nha. Bà nói vậy luôn à? Tao sờn hẳn vậy luôn, tao sờn hết tóc mày luôn. Mà tao hỏi mày á hả, phải chi ổng gì ổng đánh ổng đập tao hay ổng xô ổng đẩy tao thì ổng mê mày ổng nói gì? Ổng lựa hết khoai ổng ăn, ổng cho bà ăn cơm trắng, ổng không có cho bà ăn khoai đâu. Ông thương bà đến nỗi mà ông thương dữ lắm luôn á. Cho nên là ông bố mà không có mê ai mà ông bỏ tao đâu, tao nói thiệt. Rồi lúc mà bà nói với lại người kia như vậy thì họ nói làm sao? Thì họ nói thôi bây giờ chị nói thì kệ chị, chứ em không có gì hết á. Em về với con em chứ để nó chờ. Thì tôi lại đi múc cháo múc thịt tôi đưa cho nó bưng gì cho con đó. Phải công nhận là bà có một cái cách xử lý trà xanh. Cái người thứ ba là được gọi là trà xanh á, là bà có một cách xử lý trà xanh. Con phải nói là con quá nể bà luôn. Không có gây áp lực cho chồng mà chỉ gây áp lực lên trên cái người kia. Và chỉ nói với người kia là vợ chồng tao cũng rất là hạnh phúc. Cái đó là một cái sự sỉ nhục đối với lại cái người đó. Họ sẽ biết quê. Đàn ông mà. Ông biết lỗi rồi, đàn ông mà. Ông có bao giờ xin lỗi bà? Có bao giờ ông nhận cái lỗi trước mặt bà không? Thế nhưng mà cái cuộc sống của người đàn ông là thời đó mà. Sai thì nó không sai. Nhưng mà rồi cũng lúc cũng ăn ủi bà ha. Thôi giờ trong cuộc sống cái nào cũng vậy, nó phải qua chăm gai nó có hạnh phúc, nó phải có hỷ nội ô chút xíu gì đó. Thiệt, nói gì nói thì đó cũng là lỗi lầm của mình. Ông nói mình có nhu cầu thôi, xin người khác đi, tự nhiên người ta đang có vợ có con đi xin người ta. Bà cũng rất là mong muốn một cái lời nói thật lòng từ ông, bởi vì mình mới có một cái tình thương mà bữa nay là đúng là 50 năm. Tôi với bà là có sai nhưng mà rồi cái nó không đáng kể thì vậy. Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên ông nói là xin lỗi với bà đó. Đúng rồi. Bây giờ thì cô Linh xin mời ông bà chúng ta hướng về màn hình để xem cái món quà của con cháu mình như thế nào nha. Kính thưa ba mẹ, con chúng con rất là may mắn được ba mẹ cho chúng con mạnh khỏe, giúp đỡ nuôi nấng, chăm sóc giáo dục để chúng con có ngày hôm nay. Trong suốt đời con thì luôn là con là người may mắn nhất. Hôm nay con được đứng trên một giải nước của người giáo dục, con không thể quên được kỷ niệm. Đó là kỷ niệm lúc con đang học cấp hai. Gia đình mình khó khăn, cũng nguy hiểm.
nhưng được sự động viên tạo điều kiện của mẹ, khuyên bảo nhắc nhở, cô tiếp tục con đường. Rất may mắn cho con, con đã thi được một mình chưa không? Đến hiện nay, con rất cảm ơn cái tình thương của mẹ dành cho con, nhân cái duyên thế, tình trăm năm của đại học tây bắc, con xin được đến ba mẹ lời cảm ơn sâu sắc tận đáy lòng, cầu chúc cho mẹ sống vui vẻ bình an, để cho chúng con có cơ hội yêu thương chăm sóc mẹ khi tuổi về già. Con chào ba mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên con trở lại làm việc Sài Gòn thì bắt đầu tấp nập rồi. Và tụi con vẫn rất là khỏe. Con biết là ba mẹ tham gia chương trình thì con có một đoạn video ngắn này để gửi đến ba mẹ. Chúc ba mẹ luôn luôn khỏe mạnh, luôn luôn hạnh phúc. Và ba mẹ hãy tin tưởng rằng tụi con luôn luôn ở bên cạnh ba mẹ. Dù cho như thế nào thì gia đình mình vẫn mãi mãi là bình yên, mãi mãi là hạnh phúc. Con rất là nhớ ba mẹ luôn. Nhưng mà vì tình hình dịch bệnh nó khó khăn quá nên con chưa có về được. Suốt cái hành trình mà tụi con đi qua thì luôn luôn đã có ba mẹ bên cạnh. Những cái thành công của tụi con ngày hôm nay, có những cái nỗi niềm vất vả, có sự cố gắng rất là lớn, rất là hy sinh rất là nhiều của ba mẹ. Ba mẹ phải hứa là ba mẹ luôn luôn khỏe mạnh để cùng với tụi con đón tiếp những cái ngày tháng tươi đẹp phía trước nha. Thấy vui không ạ? Như vậy đó, là trong cuộc sống là có gia đình tôi thì giàu thì không giàu, nhưng mà thật sự nó giàu được một cái đàn con, ba đứa dâu bác, yeah. Một rể là quế. Bà thấy cảm động trước hình ảnh con cháu không bà? Có nha, mình thấy con mình nó trưởng thành mà nó cũng biết nghĩ tới cha mẹ, mình rất là mừng. Ở cái xã đó thì người ta có tới nhà, người ta nói là gia đình ông bà là gia đình văn hóa, rất là mừng. Đó là một cái tài sản lớn nhất mà khi tôi đã làm mẹ thì bây giờ con tôi thì nó cũng không làm gì để cho xã hội buồn, mà nó không làm gì để cho hai bên dòng họ giận, mà nhất là cha mẹ cũng không buồn gì chúng nó hết. Ở đây như bà thì bà lại rất may mắn vì ông lầm lỗi nhưng ông lại rất biết cách để mà chia sẻ với bà, biết cách đi vỗ về bà. Cơ bản thì chúng ta là cứ nhường nhịn nhau mà sống thôi. Dạ. Chứ con nói là có những người đàn ông họ tạo ra lỗi lầm nhưng có đôi khi họ không biết lấy cái gì để bù đắp những lỗi lầm đó, đúng không? Rất là nhiều người họ không biết đó là lỗi của họ nữa mà. Để hoàn thiện trong hôn nhân thật sự là khó. Khó, rất khó. Để có một tình trăm năm lại càng khó hơn nữa. Nó cần đòi hỏi cả hai cùng nhường nhịn, dạ, cùng nhẫn nhục, cùng chia sẻ, cùng vượt qua giông bão thì mới được. Chứ dạ, như chỉ có một người cũng chưa chắc được điều đó. Dạ đúng. Đúng chưa? Cảm ơn bà rất là nhiều về câu chuyện hôm nay.